Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, đó chuẩn bị trở lại cái channel của Sam và sau này là mọi người hôm nay mình sẽ thử thách nếu bạn cười bạn thua. Yeah, và nếu người nào thua sẽ bị tát một cái đó, tát bằng năm ngón tay của cái mặt của tôi đó, chơi không? Tôi là tôi không nhường đâu nha, ông cũng phải cần nhường tôi, chơi không? Dám không? Chắc chưa? Chắc. Chơi. Chơi để xem coi đó, đây là thoải mái nha bạn, để xem coi ai sẽ là người thua đầu tiên nha. Xong nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng thử thách bắt đầu. Rồi tôi sẽ không cười, tôi sẽ cố gắng không cười. Ok, cười hết mức đi. Ông giờ, giờ hai mình sẽ cười hết sức để tí nó không được cười nha. Cười, cười nha. Hai ba. Hết cười nha. Hết cười nha. Ok, để xem coi. Yeah. Tôi thấy tội hàng nhỏ hơn à, tôi thấy mắc cười sao mà. Tôi không biết nữa nhưng mà. Mà dễ cười vậy đúng không hả? Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết, tôi chưa cười mà. Pháp sư Ấn Độ, wow, quá đỉnh luôn. Ờ, sao tôi dễ cười vậy? Tôi dễ cười. Tôi cầm trên tay sẵn, tôi cầm trên tay sẵn để khi nào mà cười tôi bập luôn. Ok, hết cười bạn ơi, trời. Thua tôi rồi. Ok, dám thách thức là đánh thiệt hả? Ok. Cái này hình như có sai bạn, hình như có gì đó sai sai nè, rõ ràng trong Minecraft. Cái này giống kiểu đang chế cầu thang mà. Không, cầu thang không phải như này bạn, cầu thang này sai, trong này không có chế tạo được như thế này, hiểu không? Nó lạ lắm. Chế sao? Yeah. Yeah. Xem nó cười rồi nhưng mà bà cười trước nên tôi cũng đánh bà rồi. Tức quá. Rồi em nhìn con này mắc cười. Ê ông thử làm giống đi, làm giống gì? Thử làm giống con này đi. Hôn cái chữ này nè. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok bà ơi, bạn thấy mình có play con này có vui không? Đừng quên comment video cho biết nha, chứ mới đó tôi thua rồi. Sammy không phải là cá mập nha. Sammy không phải là cá mập nha, Sammy là cái con bọ này nha. Ồ, gì đúng rồi luôn á. Ồ, con mèo đang ăn cá đóng. Ôi, no, dừng lại đi. Dừng lại đi. Rồi xong. Nếu bạn là chưa chơi bao đó, bạn đã biết rồi, con này là con cá nóc. Mà khi ăn mình sẽ bị độc với bạn. Tạm biệt mèo mực. Ngoài đời mèo nó cố gắng ăn con cá nhưng nó đâu biết đây là cá lóc đúng không? Là cá nóc của trong Minecraft ăn sẽ bị độc nha. Cá nóc chứ cá lóc. Cá nóc, được chưa? Thì cái này thấy tội con mèo đúng không? Không có thấy gì, không có dễ cười hết trơn á. Rồi, gì đây? Bộ môn này giống như ngoài Việt Nam á, bộ môn chơi chọc chó, đây trong này chọc creeper bạn, creeper đó tôi cũng giống như mấy con cún đó bạn. Tại nổ bùm lên đó, để xem coi. Rồi, chớp. Ơ cười đó. Ô. Cười nha. Không. Cái răng ra coi, hé một cái răng nữa coi. Ôi, anh đỉnh nhở. Ui kìa. Trời ơi, xe xuống dưới địa ngục là đỉnh lắm mấy bạn ơi, thề. Nhìn bị ngầu ý. Nhìn bị ngầu ý chứ không thấy một cười nha. Ok. Ghê. Cái sao gì giống này giống phong vậy? Cái gì? Giống phong vậy? Giống tôi chỗ nào? Ủa hay, ủa hay gào, thử gào đi. Ủa bây giờ ví dụ nha, ví dụ đây nha, ví dụ đây là chai nước nha. Bây giờ đây là chai nước. Y chang luôn. Ủa y chang đúng không? Y chang luôn, chỉ khác cái ông này đô hơn thôi. Ủa gì vậy? Y chang luôn, ổng hay dĩ tôi lắm mà, ổng hay dọa mình vậy luôn á. Thôi, thề, trời ơi, sớm luôn á. Ổng hay xạo quá. Dọa tôi, ủa gì đây? Ồ. Food made ở McDonald's. Cách làm đồ ăn cũng
của đồ ăn, cái làm đồ ăn. Ồ, cái này tôi biết nè, cái này giống như kiểu là máy làm đồ ăn tự động, cái này tôi biết làm nha. Ủa, không biết hả? Biết. Ồ. Đó, 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 đó. Ếch tính ra cụ máy này nha. Mình chỉ cần ngồi và đồ ăn nó sẽ tự tới, có từ nướng mà ăn luôn. Đúng rồi, cái này ta gọi là máy làm đồ ăn tự động á. Tôi biết làm á, bữa nay tôi làm cho Minecraft cho Sam coi. Trời ơi, mà cái này nó gà. Gà, biết sao không? Cái này nó không có bằng tôi có nha, tin không? Có gì? Đây nhìn tôi nè, bây giờ máy nó phải đợi của tôi nè. Đoán sao đấy, đoán sao, tôi đứng tương. Uống uống tương ớt. Không cần, không làm tôi bực rồi nha. Biết tôi là ai không? Biết không, các bạn phải biết tôi là ai không? Nóc nhà. Ok, cô máy của tôi giận không? Quá giận. Để xem ngoài. Cô mình có cười được không nè? Gì vậy? Critic mob be like. Ok, kiểu dạng như là sáng tạo ở ngoài đời như thế nào? Wow, đã ra. Wow, đã quá. Cảm giác thích thật sự. Ê, tôi nhìn sợ không? Tôi nhìn bị sợ. Không, kiểu mình được bay á, thích lắm luôn á. Bay không nghĩ bay lộn xổ nhưng mà mình sao không sao được. Tôi ước gì tôi được bay luôn á bạn. Vì nhiều sao? Khi á kiểu tôi tưởng tượng nha, mà tôi biết bay nha, tôi sẽ bay lên trời, tôi đi tôi ngắm cảnh nè, xong tôi bay về lại. Dù à xem cái mod một cái bay lên trời xong rồi xuống đất xong rồi lâu lâu tôi thèm ăn đồ ăn ở Huế quá, tôi sẽ bay qua Huế tôi ăn. Tôi bay qua Hà Nội tôi ăn bún chả Hà Nội. Đã ha, nhưng mà tôi bị sợ độ cao các bạn, tôi bị sợ độ cao nên là tôi rất là sợ bay lên trời. Xong rồi tôi bay cái tôi tung chúng máy bay luôn. Ok, nói chung là rất là hay mà. Ôi, dễ thương vậy. Ôi, lá ba kìa. Ôi, rồi, xong. Ê, từ từ, cục thịt chín rồi kìa, cục thịt chín rồi, nãy thịt còn sống. Ôi, em đi con nha, lên chạy. Ôi, dễ thương quá. Rồi, gì đây? Rồng á. Ôi, dễ thương vậy. Người ta có được kinh nghiệm á xưa. Hầu hết là ăn, hầu hết đánh rồng nha. Mình ăn kinh nghiệm vui vui thôi. Tại vì nghe tiếng kinh nghiệm nghe nghe thích thôi chứ. Đã lỗ tai. Chứ kinh nghiệm làm gì ta? Kinh nghiệm để mình rèn đồ á. Nói chung là tôi, nói chung là kinh nghiệm đó là cái quan trọng lắm luôn mà sao không biết thôi. Tôi không có dùng kinh nghiệm nhiều bạn ơi. Tôi nghe tiếng nghe thích bạn ơi. Nói chứ kinh nghiệm bình thường. Gì đây? TikTok, Facebook và YouTube. Có bạn nè, trong ba ứng dụng này bạn xem ứng dụng gì đầu tiên? Đó đối với ông thì sao? Không phải nói là mấy bạn thích ứng dụng nào nhất. Nhất luôn hả? Trời ơi, sao lại hỏi nào nhất? Tôi tất nhiên thích nhất là YouTube rồi. Đúng rồi. Đây là công việc của tôi mà. Tôi thích YouTube tại vì tôi có thể lên xem kênh chị Sammy Đào. Đó các bạn phải nghe rồi để các bạn dừng like. Like thật nhiều, share thật nhiều chị Sammy Đào nha. Đó, tôi thích nhất là chị đó luôn á. Ông thích nhất là ai? Tôi thích nhất là anh Kegon. Anh Kegon nữa sao vậy? Tại vì anh Kegon không đẹp trai mà anh không cần. Rồi ok, để xem coi. Để xem cái gì đây. Ui, con gà có TikTok kìa. Rồi TikTok ai cũng thích coi đó bạn ơi. Công nhận. Để xem coi. Sao nó ra hành gà quay vậy? Ai biết TikTok là có gì đó nè. Gì vậy? Gì vậy? Ê, tôi bị sợ. Tôi bị sợ, tôi không mắc cười. Giống cây ron ta. Ôi. Sao nhìn giống cây ron á? Giống chỗ nào ta? Sao thấy giống cây ron ta? Không. Không, Phong thấy giống cây ron. Không, tôi biết giống ai nè. Ai? Giống Phong Cận. Tôi biết cái này. Đây là cái lý tại sao bạn nên sợ nhện trong Minecraft nha. Lý do tại sao bạn nên sợ nha, tôi nói thật. Cái này là lý là do. Sao đâu rồi. Xem đi, nhện trong mắt người bình thường. Còn đây là nhện trong mắt của tôi nha. Đây chính xác luôn. Nhìn nhờ nè. Nói đi chưa. Gì vậy? Nó đáng sợ gì đó. Ôi ôi. Trời ơi. Khỏe như vậy. Tôi nói thật luôn. Có ai như Sam không? Tôi là người sợ nhện nhất trên cuộc đời này. Ví dụ mà chỉ cần con nhện bò trên phòng Sam ơi, Sam sẽ chạy đi ngay lập tức. Tôi sẽ đi thật là xa. Tôi sợ mấy bạn biết không? Ngày xưa lúc mà mới quen Sam á bạn, là mình hay có trò mình bắt mấy con nhện á. Xong rồi Sam ơi. Ông ác lắm luôn á. Sợ chưa? Nhện nè. Kiểu thế xong Sam kiểu. Xong rồi tôi lại lấy mấy con nhái. Tôi nhỏ không sợ. Sam thì Sam ác hơn mình cái này à. Sam canh lúc nào mà trời mưa á, lỡ trước nhà sẽ có mấy con cóc á, Sam sẽ ra Sam bóc con cóc, Sam nhét phòng. Đâu, có đâu. Có không, có đâu. Sam còn ác hơn nữa cơ. Có đâu. Ừ, có đâu. Gì vậy? Ủa, có biết cái trò này không?
cái trò này, cái trò trò quăng cái nước bạn ơi. Rồi u đáp. Ôi trời ơi, quăng cái là đáp nhẹ đó, cái này là cái đáp các bạn đó. Chúng độc. Cũng hài đó. Sóng biển nè. Ôi cá heo. Cá heo. Wow, những người bạn. Tôi thất vọng về bạn quá. Tại sao bạn lại có thể? Sao không mắc cười à? Cá heo là giúp người mà sao bạn đẩy người ta xuống biển luôn vậy? Trời ơi, tôi không muốn cười nhưng mà tôi phải khóc không hiểu không? Gì vậy? Nhưng sao tôi cười không hiểu không? Trời ơi. Ok, còn không? Còn không? Còn không? Ok, các bạn ơi, hết rồi. Cái thử thách này tôi thật luôn khó khăn gì nè anh Phong á. Trời ơi, nãy chưa ai cười nhiều không nhỉ? Chắc là Phong á. Phong hả? Tôi không biết nữa nhưng mà tôi thấy tôi cười nhiều, tôi hề nhiều luôn á. Với cái thử thách này có bạn nào không cười từ đầu đến cuối hay không? Đừng quên comment vì Sammy ngồi đen sao chắc chắn là sẽ có bạn không cười luôn á. Tại Sammy, Sammy nước quá, Sammy chơi dở quá đó. Tôi thấy là cái thử thách này mà tôi nghĩ tôi thích nhất chắc là đúng không? Tôi thích nhất là gì? Cái gì? Cái con bọ. Con bọ là thích lắm luôn á. Đó, còn Phong thích gì nhất? Phong thích cái con cá heo ở cuối heo, video các bạn. Cá heo tung người báo dễ sợ luôn bạn ơi. Cá heo báo. Đúng rồi, đó. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ video là lách cấm cười mang rap ngang này các bạn thấy như nào? Đừng quên comment vì sao biết nha. Còn Sam nghĩ là sao đã thất bại thử thách lần này? Có bạn nào xem từ đầu video đến cuối không tua và không cười một giây nào? Đừng quên comment vì sao biết nha mấy bạn. Rất là thần thánh luôn các bạn, rất là siêu đỉnh luôn các bạn. Đó, ok. Thì mọi người ở đây sau, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Ôm cái nè. Ôm. Ôm cái nè. Thèm. Ôm nè. Thèm. Không cần.